Thưa quý vị, những năm qua, phong trào phân loại rác thải tại nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của phụ nữ và người dân địa phương. Từ phong trào thu gom rác thải, các phường cũng đã phát triển nhân rộng thành nhiều mô hình hay hiệu quả. Qua đó đã hình thành được thói quen phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa, góp phần bảo đảm môi trường sống theo hướng xanh, sạch, đẹp. Đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần, chị em của Chi hội Phụ nữ Đông Xuân 2, phường An Khê, quận Thanh Khê thực hiện thu gom phân loại rác thải tại nguồn. Việc làm này đã trở thành thường xuyên của Chi hội Phụ nữ, đặc biệt có hết sự tham gia của các đoàn thể khu dân cư và sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương. Cái được của mô hình này không chỉ làm sạch môi trường sống mà còn gây quỹ dùng để tặng quà cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vượt khó học giỏi. Như mô hình phân loại rác thải thì chị em đã từ là các cái thông tin đại chúng và các cái buổi tuyên truyền của chi hội mình và tuyên truyền của phường, chị để em đã hiểu rõ những cái phần lời của cái vấn đề phân loại rác thải về làm được nguồn quỹ cho tổ. Còn đây là mô hình xe đẩy thu gom rác thải nhựa của chi hội phụ nữ 12 phường Thanh Khê Tây. Sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, các chị trong chi hội phụ nữ đẩy xe chuyên dụng len lỏi khắp các ngõ hẻm tại khu dân cư để thu gom vỏ chai các loại. Cứ thế hết câu chuyện phân loại tái chế rác thải tại nguồn trở thành thói quen sống văn minh đã được hình thành nhiều năm nay của người dân nơi đây. Hàng tuần chúng tôi đi thu thì cũng rất chi là nhiều, mà chở từng xe Honda hoặc là bốc vác á, mấy chị thì nói chung tay chân thì yếu ớt, từng thử rồi là đi đường thì rất là khó. Từ khi có cái xe đẩy là chắc bao nhiêu đồ lên cũng được. Và từ cái xe thu gom đây mà chúng tôi thu gom được nhiều hơn và mà thêm nhiều cái quỹ cho hội. Lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành dễ dàng bắt gặp những hình ảnh như thế này. Những lồng sắt đựng chai nhựa được trang trí bắt mắt và được đặt trên vỉa hè nơi tập trung đông người dân và du khách. Những chai nhựa sau khi dùng xong, thay vì vứt bừa bãi trên đường vỉa hè như trước đây, thì hay được người dân bỏ vào những lồng sắt. Đây là mô hình do công ty Ân Điển tài trợ cho toàn thành phố, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê. Mô hình này được thực hiện theo chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em và chống rác thải nhựa năm 2019. Để mà lan tỏa cái ý thức bảo vệ môi trường, cho nên là tôi mới đưa cái ý tưởng là thuê một cái người kiến trúc sư, người ta vẽ cái mô hình cho thiệt đẹp theo cái ý của tôi, và từ đó tôi đưa cho người ta thực hiện làm cái chương trình chống rác thải nhựa. Có thể nói, những năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê đã có nhiều mô hình cách làm hay thiết thực trong việc giảm thải rác thải nhựa ra môi trường. Và qua mỗi hành động của các cá nhân tập thể, chính là những tấm gương để tuyên truyền đến nhiều người dân cùng hưởng ứng tham gia, góp phần xây dựng Thanh Khê, quận môi trường.